Hello, chào mừng anh em một lần nữa lại đến với kênh YouTube Live is Spy. Hôm nay sẵn một dịp mình có cơ hội được sử dụng em smartphone Note 9 mượn được, thì bây giờ mình sẽ quay phim review một cái món đồ chơi mới và sẵn cho anh em xem cái chất lượng của cái em smartphone Samsung Note 9 quay ban đêm cái chất lượng nó như thế nào ha. Thì hình ảnh anh em đang xem là được quay bởi Samsung Note 9 với cái độ phân giải là 4K 60 frame ha. Không biết một lát nữa biên tập trên máy vi tính nó có chạy nổi không không ha. Rồi thì trước mắt anh em là cái em xe chiến mã của mình ha, GSX S150, đã dọn lên phong cách adventure để đi phiêu lưu khám phá những cái cung đường mới mẻ ha. Rồi và vấn đề chính ngày hôm nay thì mình có một cái món đồ chơi nhờ bà chị đặt từ bên Mỹ về ha, gần hơn một tháng thì mới có, thì đến nay nó đã có rồi ha. Rồi đây mình mua từ cái trên Amazon và nhờ cái thông qua cái dịch vụ Fado hay Fado gì đó, đó vận chuyển về Việt Nam. Ở đây nó có dán DHL ha. Rồi còn đây là cái Fado, nó có tracking number. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em xem cái món đồ chơi gì nha. Đây, đây là món đồ chơi microphone stereo của Sony, có mã là ECM CS3. Em này thì mình mua với giá là khoảng 700k, trọn gói về tới dưới quê mình ha. Rồi điều mình ngạc nhiên đó là mình tưởng đâu là mình mua trên Fado, nó thông qua cái nó vận chuyển của Amazon về, mình tưởng đâu nó kết hợp của Amazon, nhưng mà khi mình mua mình khui hộp ra nó chỉ có cái hộp của Fado đóng gói thôi, còn Amazon thì không thấy ha. Nhưng mà kiểm tra hàng thì thấy còn nguyên siêu nên chắc là không có sao. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui ra để cho anh em xem ha. Thì lúc trước mình có quay video vlog thì thông qua một cái microphone đời cũ rồi, cũng của Sony đời tống ha. Đó thì mình nhét vô đây nè, mình chế luôn cái miếng lọc gió dead cat á, cũng khá là ok ha. Thì sắp tới có cái này mình sẽ test thử cái âm thanh nó như thế nào, còn bây giờ thì mình sẽ đập hộp đây, anh em cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ tháo siêu nó ra nha. Thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình thử sử dụng cái dịch vụ ship hàng từ Amazon Mỹ của Mỹ về Việt Nam thông qua cái trang Fado. Nếu như mà ok thì những lần sau mình sẽ tiếp tục đặt order những cái món hàng từ mặt Amazon về ha. Thì nói chung là những cái món đồ trên Amazon nó có nhiều cái món hay ho lắm mà nào giờ mình không có biết cách ship như thế nào. Còn về cái microphone Sony này á, mình biết là nhờ qua cái kênh của bà Anywhere Man, thì trong giới ba cơ anh em chắc cũng có biết rồi ha. Thì thấy bạn có quảng cáo cái microphone này rất hay cho nên mình cũng mua về thử xài như thế nào. Đó, sau khi mà mình khui hộp thì nó như đây ha, nó là hộp mũ nha anh em. Rồi hộp mũ ha. Rồi đằng sau này nó có thông số Sony ha. Cái giá cài áo thì nó có thể xoay 360 độ, dây thì dài khoảng 1 mét ha. Và cái mic này nó có thể gắm ghim trực tiếp vào cái máy thu âm. Rồi ha. Rồi một số cái thông tin nữa ha, rất là nhiều.
năm 2011 của tập đoàn Sony Made in China. Đây là cái mã sản phẩm OSBA code. Rồi giờ mình sẽ khui ra nha. Trong đây có gì đây? Cổ âm kinh kinh. Sony Limited Warranty US Only Portable Audio. Rồi cái này chắc là cái phiếu bảo hành quá ha, nhiều chữ quá, làm biến đọc quá. Để bên. Rồi cái này gì đây? Giấy và giấy không. The Summer 1 Year Warranty Printed in China. Cũng là China. China xuất khẩu sang thị trường Mỹ cho ông an tâm. Rồi còn đây là cũng như sử dụng Sony Electric Condenser Microphone. Đây nó chỉ cách sử dụng nè. Thôi bỏ qua. Đây nhìn rất chỉnh. Lấy nét sim nào, không tự động lấy nét được. Vậy mà mình phải kiểm soát ha, mình bấm vào màn hình lấy nét. Đây microphone Sony. Xoay. Thì ở trên đây nó có hai cái kênh, kênh left và kênh right nè anh em ha. Thì kết cấu của nó là các cái chi tiết nó bằng nhựa ha, nhựa tưng à. Này mình kẹp lên áo, hoặc là anh em có thể là chế gắn vào cái mũ full face nè. Anh em có thể chế gắn vào cái mũ full face ha. Thì khi mình đi cái tốc độ cao á, gió nhiều thì anh em gắn thêm cái miếng dead card để mình lấy thêm miếng cho anh em xem. Này miếng dead card ha. Đó mình chế, mình làm cái lọc gió ha, dán vô rồi mình nhét vô cái phần bên cầm nè ha. Rồi khi mà đi tốc độ cao á, anh em cụp cái kính chắn gió lại thì âm thanh nó rất là ổn ha, nó không có cái hiện tượng gió lùa vô ù ù. Thì mấy bữa sau thì mình sẽ test thực tế cho anh em nghe thử ha. Cái này thì nó dài khoảng một mét anh em ha. Thì trước khi mua cái này á, mình cũng có nghiên cứu một số cái loại microphone, chẳng hạn như là cái Sony nè ha, rồi cái của gì ta, Rode ha, Rode, cái của Rode đó là khoảng 1 triệu mấy á, mình quên rồi ha. Nhưng mà với cái loại Rode đó là khi mà anh em cắm vào cái thiết bị thu âm như là cái máy thu âm của thằng Zoom á, thì nếu không có adapter thì nó không có nhận, không có tiếng. Còn riêng đối với cái thằng Sony này nè, thì cái đầu cái jack này nè, khi cắm vào cái máy thu âm thì nó nhận ra được liền, không cần cái adapter. Khi mà muốn sử dụng thu âm cắm cái này vô điện thoại thì anh em phải có cái jack chuyển ha, jack chuyển 3 ngấn thì vậy, này có 2 ngấn thôi. Thì đó là một số cái vấn đề về cái microphone thu âm mà mình đập hộp. Và sẵn thì bữa nay mình sẽ test thử cái chất lượng video quay bằng cái Samsung Note 9 ha, quay với điều kiện là thiếu sáng ban đêm.
ha. Thông số thì mình cứ để auto, mình chỉ có set. Và cái độ phân giải lúc này là 4K 60 frame ha. Rồi thì đó là cái nội dung cái video này. Thì nếu như mà anh em thấy video này nó hữu ích, và anh em đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha. Đón xem những cái video sắp tới. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay sơ về cái em xe GSX này ha. Chúc anh em một đêm thật là ngon giấc ha. Cũng gần tới ngày lễ 2/9 rồi ha. Chúc anh em là ngày lễ đi chơi vui vẻ và lái xe an toàn nha.